Xin chào tất cả các bạn, sau đây mình xin giới thiệu về bộ sưu tập tất cả các bộ váy búp bê của mình. Bây giờ mình sẽ Và bắt đầu. dưới đây là những cái bộ váy ngắn. Đây là một cái bộ váy màu hồng rất là dễ thương. Bộ váy này để đi ngủ nha các bạn. Đây là bộ đồ váy làm bằng vải, có họa tiết màu hoa rất là xinh. Đây là bộ váy màu xanh nước biển, nó giống như là váy để đi dạo xuân đó. Đây là váy để đi chơi, váy này hơi bị hở hang luôn. Váy này là giống như là váy kim tuyến á, trông rất là sang. Đây là váy, cũng là váy mùa xuân này các bạn, hay là mùa hạ đó, thì mùa nóng nữa. Đây cũng là một cái bộ váy hở hang, các bạn nhìn này. Rồi, đây là một bộ váy rất là xinh, mình thích nhất là bộ váy này luôn á. Và có một cái bộ váy nữa, đây là bộ váy màu hà vàng. Và đây chính là bộ váy mình cũng thích đó, nó giống lại với cái bộ váy hồi nãy đó. Tiếp là một cái váy màu hình dâu tây, màu cam vàng. Một váy ngủ giống là giống váy này nhưng mà nó là bằng vải. Đây cũng là váy ngủ, nó giống loại này luôn nha các bạn. Đây cũng là giống loại như thế này đó, váy này màu hồng. Đây là váy màu hồng cũng rất là xinh, là đẹp và đẹp. Đây là đây váy là màu hồng. Cái bộ váy màu đỏ. Đây là bộ váy mùa xuân màu hồng các bạn. Trên đây là những bộ váy dài đến chân các bạn. Đây là váy màu xanh lá cây, giống rất là xinh. Đây là một bộ váy màu hồng cũng giống dạng như váy này luôn nhé các bạn. Đây là màu váy màu đỏ. Tiếp theo là váy này là xinh, mình thích nhất trong tất cả các váy của mình. Đây là váy ngắn, hơi ngắn thôi mà mình này đây. Đây là váy màu xanh cũng rất là xinh. Cái ba bộ này là mình giống cái ba bộ mà hồi nãy mình giới thiệu. Đây là ba bộ váy dạ hội, mình rất là thích cái ba bộ này luôn. Trước tiên là bộ này, bộ này có màu tím và trên đây là màu hồng. Và đây là bộ váy màu hồng, trông rất là xinh. Cuối cùng là bộ váy màu xanh này, mình thích bộ này nhất các bạn. Đó, nó có gắn một cái nơ rất là xinh. Rồi. Và mình đã giới thiệu xong hết tất cả các bộ đồ váy của mình mà mình đang hiện tại đang có. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Lần sau mình sẽ giới thiệu dài nhé. Bye.